Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án Eros đến từ Bitfrost. Để tham gia dự án Eros này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của chúng mình nhé. Ok, vào đây bấm Start cho mình. Rồi, sau đó nhập mã captcha ở đây. Ở đây sẽ có một cái mã captcha. Ở đây nếu số âm thì mọi người sẽ nhập số bừa để cho nó ra số dương nhé. Đấy, rồi ra số dương rồi. Sai à? Mình nhập sai à? Ok, sau khi nhập xong thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh group và kênh channel Telegram nhiệm vụ đầu tiên. Bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây. Rồi, quay trở lại join vào kênh channel dự án. Bấm tham gia kênh. Ok. Rồi, quay trở lại Telegram tiếp tục. Kéo xuống bấm xuống submit data. Ở đây nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok. Tiếp theo là follow kênh Twitter, like retweet là kênh Twitter. Ở đây mở kênh Twitter lên này. Bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Mọi người like và retweet là bài đăng này. Ok, ở đây có hai bài đăng mọi người like và retweet luôn nhé. Rồi, quay trở lại Telegram. Tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ gửi profiling kênh Twitter của mọi người nhé. Vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo, copy được headset này. Một copy headset này. Rồi copy hết test này nhá. Mở cái bài đăng này lên. Ở đây bấm like này. Và retweet này, comment cho mình. Mọi người có thể đây gắn hết test vào không cần. Đấy. Sau đây tweet lại. Đồng thời bấm tweet xem. Mọi người sao chép lại cái link này. Sau đây gửi vào Telegram. Ok. Tiếp theo là join vào kênh liên kết trên YouTube. Bấm đăng ký. Bấm đăng ký cho mình nhé. Bấm đăng ký này. Sau đó bấm vào video. Mọi người sẽ chia sẻ cái video này lên kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm like này. Và chia sẻ này. Mọi người chia sẻ lên kênh Twitter cho mình nhé. Bấm đăng tweet. Rồi sau đó bấm quay trở lại. Bấm trở lại cho mình. Sau đây bấm vào avatar. Bấm vào kênh của bạn. Bấm vào 3 ngày, sau đó bấm vào chia sẻ, bấm vào sao chép được liên kết, sau đó gửi vào Telegram cho mình nhé. Tức là mọi người gửi profiling kênh YouTube của mọi người vào đây. Rồi, bạn đã join vào cái liên kết trên Telegram chưa? Mọi người sẽ join vào liên kết trên Twitter cho mình nhé. Tìm đến bài đăng của dự án, mọi người like, retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại Eros, tiếp tục bấm vào Zoom. Ở đây bấm vào tôi đã follow nhé. Ở đây bấm Z cho mình. Ok. Retweet link à. Ở đây nó bảo là mọi người retweet lại link à. Như vậy là quay trở lại kênh Twitter cho mình nhá. Đây, mọi người retweet lại bài đăng này đúng không ạ? Trích dẫn tweet cho mình. Bấm gửi này. Rồi, sau đây bấm vào chữ xem, mọi người sao chép lại cái link retweet này. Gửi vào Telegram. Ok. Địa chỉ ví thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust hoặc là ví MetaMask nhé. Ok. Do vào kênh group 1 và group 2 Telegram. Rồi, ở đây chat này. Ok. Quay trở lại Telegram, bấm vào Complex. Và cuối cùng bấm vài lần cho sư dư nhé. Với dự án này mọi người có cơ hội nhận được 3 BUSDT đến từ dự án nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.